Vừa qua tại Hà Nội, cơ sở 1 của Trung tâm Cô Quỳnh Kế Toán đã diễn ra buổi họp mặt học viên. Buổi gặp mặt là nơi để các học viên tại trung tâm đang theo học hình thức online và offline gặp gỡ, giao lưu, đồng thời để các chuyên gia có nhiều thành công trong nghề chia sẻ kinh nghiệm với phương châm chất lượng tạo nên thương hiệu, học là có nghề, ra là có việc. Chỉ với một khóa học duy nhất đào tạo theo lộ trình từ cơ bản đến chuyên sâu trên hai phần kế toán tổng hợp và kế toán thuế, khóa học tại đây chỉ dạy 20% lý thuyết, 80% thực hành, đảm bảo cho học viên thành thạo, giỏi nghề. Khi học tại đây thì mình được học 8 bộ chứng từ bao gồm là dịch vụ, thương mại, sản xuất và nhà hàng. Thì trong quá trình học thì mình vướng mắc ở đâu thì được các thầy cô hướng dẫn rất là tận tình và chu đáo. Sau khi kết thúc khóa học, trong quá trình làm rất tự tin. Kể cả khi ra trường rồi có gì vướng mắc mà mình có thể hỏi lại được cô Quỳnh và đội ngũ giáo viên. Vì vậy là rất là yên tâm. Nắm bắt được hoàn cảnh của các học viên đều đang ở hoàn cảnh nuôi con, cuộc sống còn nhiều vất vả. Nên trong quá trình học, trung tâm luôn khích lệ, động viên, khơi dậy tinh thần học tập, giúp học viên vượt qua rào cản, khó khăn trước mắt, quyết tâm hoàn thành khóa học để thực hiện ước mơ giỏi nghề kế toán. Khóa học của lớp cô Quỳnh ấy thì đa dạng các hình thức học lắm. Nói chung là không cứ là cứ phải ở gần, bởi vì bọn cô đào tạo online hơn chục năm nay rồi. Và thế hệ học viên mà cô đào tạo ra ấy là trên toàn quốc. Thế nên là gần như là bây giờ ở đâu cũng có thể học được. Và đặc biệt là cái thời gian nó cũng rất là linh hoạt. Thế nên là em nào cũng có thể học được, dù bận mấy cũng có thể học được. Không chỉ về kiến thức trong và sau khóa học, cô Quỳnh Kế Toán còn hỗ trợ giới thiệu việc làm, mang đến những cơ hội việc làm cho mọi học viên trên toàn quốc. Bằng cái tâm trong nghề, 20 năm qua, cô Quỳnh đã giúp cho gần 10.000 người từ chỗ bế tắc thất nghiệp đã ổn định công việc. Kế toán cô Quỳnh là địa chỉ học kế toán uy tín và là sự lựa chọn tin cậy cho những người muốn theo đuổi và mong muốn thành công với nghề kế toán.